có người dân tình nguyện hiến đất, doanh nghiệp được chính quyền địa phương kêu gọi và hỗ trợ một phần kinh phí để làm đường sử dụng chung. Tuy nhiên sau đó doanh nghiệp này đã tự ý thu phí đường với số tiền hàng chục triệu đồng. Câu chuyện tưởng chừng là đùa đã xảy ra tại phường Hoàng Tân, thị xã Chí Linh, tỉnh Hải Dương, khiến cho không chỉ người dân bị thu tiền bức xúc mà còn cho thấy cùng cách làm việc không ổn của địa phương. Con đường nối từ quốc lộ 18 đến mỏ đất đồi ông Sao, phường Hoàng Tân, thị xã Chí Linh, tỉnh Hải Dương. Tuy chỉ là đường đất, nhưng đã có thể thu về cho công ty cổ phần vận tải và xây dựng Đại Phong số tiền 50 triệu đồng tiền phí trong tháng 7 năm 2016. Con đường này trước đây chỉ là đường ven mương nhỏ hẹp, sau đó người dân địa phương hiến đất, còn công ty Đại Phong hỗ trợ làm đường để tiện cho việc khai thác, vận chuyển đất từ đồi ông Sao. Sự việc sẽ chẳng có gì nếu chỉ có Đại Phong là doanh nghiệp duy nhất vận chuyển đất đá qua tuyến đường này. Đơn vị thì bỏ tiền ra để đắp cái đường. Vì vậy cho nên là chúng tôi vừa đắp xong thì có một đơn vị đến và xin đi nhờ mỗi ngày xin tham gia đóng 10 triệu. Vì người ta thấy chúng tôi đắp cái đường và người ta cũng tham gia như vậy. Chứ còn chúng tôi cũng không lập barrier và cũng không tự thu phí. Đấy là người ta đóng tham gia cái tiền đóng góp đường. Trong tháng 7, công ty Đại Phong đã viết tất cả 5 phiếu thu, mỗi phiếu 10 triệu đồng, có đóng dấu đàng hoàng. Việc thu phí này là hoàn toàn trái quy định, dù đơn vị vận tải kia có tự nguyện đóng góp hay không. Chủ trương của tỉnh là dấu đổi thửa, thì nhân dân địa phương tôi là dồn toàn bộ cái từ ô thì nhỏ sang từ lớn và tạo điều kiện làm một con đường. Con đường đó qua hai cái nhiệm vụ, một là đường đi lại cho dân, hai là làm cái mương, là vừa là chống tràn vừa lấy nước cho dân, phục vụ cho 40 hecta của cái thôn Đồng Chấp. Thế còn cái việc mà thu tiền thì báo cáo với các chị là địa phương hoàn toàn là không có cái chủ trương đấy, bởi vì là cái đường địa phương thì mà thực ra thì không được phép để nói về thu tiền. Trong biên bản làm việc với Ủy ban Nhân dân thị xã Chí Linh, công ty Đại Phong đã thừa nhận việc tự ý thu phí là trái pháp luật. Sau khi mà nghe thấy cái thông tin mà họ có đơn thư, thì Ủy ban dân thị xã đã mời chúng tôi lên và làm việc. Chúng tôi thấy cái việc thu tiền như thế là sai. Và thị xã đã có quyết định, chưa quyết định nhưng mà đã có văn bản thống nhất là thu thế là sai và yêu cầu đơn vị sẽ nộp lại cái tiền về ngân sách địa phương. Sự việc tuy không gây ra hậu quả nghiêm trọng nhưng cho thấy sự quản lý lỏng lẻo của địa phương tạo điều kiện cho doanh nghiệp làm trái pháp luật. Hơn nữa, đất do người dân tình nguyện hiến để làm đường lại bị lợi dụng để thu phí bất chính.